hả? Con nói gì? Mà con mớ một con thì con sợ một con mà ít một con đánh con mà à con nói con không sợ mời thôi nữa, con sợ mời thôi đánh con sao hả? Dạ no, con ăn giỏi rồi thì con nói là con không sợ mời thôi nữa đi.